Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, thứ tư tuần vừa qua, học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được thầy Minh Lợi giảng Kinh Tăng Chi Bộ và thầy Minh Hạnh giảng Kinh Thắng Man. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học Kinh Tăng Chi Bộ, thầy Minh Lợi đã giảng về quán tâm vô thường. Ở đỉnh cao giáo lý của Đức Phật, thầy cho rằng nếu ta còn coi Đức Phật quá cao hay linh thiêng thì không bao giờ hiểu được giá trị lời của Phật mà còn khiến ta bị trì trệ trong việc tu hành của chính mình. Quán tâm vô thường thì liên quan đến Ngài Quán Âm ở hai lĩnh vực, một là Quán Âm theo kiểu dân gian. Phần lớn chúng ta đều nhờ cậy hay cầu nguyện xin Ngài Quán Âm cho ta mà không bao giờ nghĩ tới mọi việc đều do nhân quả của chính mình. Hai là Quán Âm theo đúng kinh điển thì phải nói tới phẩm 28 của Kinh Pháp Hoa, vì Ngài Quán Âm có 32 tướng để độ sanh, mà chìa khóa để hiểu là 32 tướng hiện ra là từ cái tâm của chúng ta khi khởi niệm thiện hay ác, chứ không phải theo hình tướng diễn tả ở trong Kinh. Vì khi tâm khởi niệm ác hay phiền não thì đây là do tâm khởi lên như sư tử hay lửa. Nếu ta giữ tâm an lạc và buông bỏ thì trạng thái phiền não sẽ tiêu diệt như Ngài Quán Âm xuất hiện, gia trì cho ta hay cứu chúng ta. Tiếng nói từ tâm, đây là âm thanh của Ngài Quán Âm. Chúng sanh không sống với tâm của ta mà phải nhờ vào qua thiền định thì mới thấy tâm được an lạc, rồi cho rằng thấy sự linh thiêng của tâm. Mà nào biết đó là Phật tánh sẵn có của chính mình. Chúng sanh thường sống mất chánh niệm. Nếu tu thiền chú tâm theo dõi và cột tâm lại một chỗ thì sẽ thấy chánh niệm mới được an lạc. Thầy giải thích rằng Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị đẳng giác Bồ Tát, từng là Phật trong quá khứ mà nay hiện tướng Bồ Tát để cứu giúp chúng sinh. Vì đẳng giác Bồ Tát lại chẳng hề phân biệt và luôn bình đẳng, cũng không mong chờ sự cầu xin mới cứu độ. Người con Phật cần hiểu rõ sự xuất hiện của Ngài là nhằm thực hiện hạnh nguyện cao cả, mong đem đến an vui cho chúng sinh. Quán Thế Âm là biết theo dõi liên tiếp các âm thanh phát ra từ trong tâm thức và tận đáy lòng của mỗi người, hiểu được các nỗi khổ đau, giận hờn, yêu ghét đó mà tìm phương cách giải thoát cho mình. Hãy học cách tự lắng nghe mỗi làn sóng âm thanh, giai tầng phát ra nơi chính tâm thức của mình để hiểu rồi cảm thương sâu sắc hơn. Từ đó sẽ thuần phục, biết đường trở về với nhất tâm thì phiền não nhất định rời xa. Bồ Tát Quán Thế Âm đã chỉ ra một phương cách thật vi diệu để chúng sinh cùng biết ứng dụng, hầu đạt thành sự an lạc như mong đợi. Chứ tuyệt nhiên không dạy dỗ mọi người chạy theo Ngài, tìm cầu hoặc kêu xin. Vậy, người học Phật Pháp chính danh nên sớm từ bỏ lối mòn kiểu suy nghĩ, tư duy tín ngưỡng, không chân chính. Thậm chí gắn ghép những sai lầm, si mê không phải điều mà một vị cổ Phật khởi xướng, nói gì là truyền trao. Trong giờ học Thắng Man giảng luận, thầy Minh Hạnh giảng tiếp về hạnh nguyện của Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Nói về nguyện thứ tư, nguyện này mong bằng các phương tiện, đúng với chân tánh của sự vật, khuyến khích và làm tăng trưởng tâm hành của chúng sinh, nâng cao trình độ tâm linh để hướng dẫn chúng sanh bước vào Phật Đạo. Thầy giảng rằng Bồ Tát phải dùng giới luật để trang bị nội tâm nuôi dưỡng huệ mạng, phải biết rõ về tổng tướng và biệt tướng của chính mình và chúng sanh, do biết rõ mới tùy thuận mà giáo hóa. Nguyện này còn được gọi là tri chúng sanh tâm, cũng được gọi là tu hành nguyện, và Bồ Tát trong nguyện lực tu hành của mình nên nương vào tam bảo kiên định thực hành cho đến cùng để không tạo thành nhân đoạn duyên, sẽ gặp chướng duyên trên con đường tu học. Vì rằng được thân người là khó, ra đời gặp Phật là điều hiếm hoi, học hiểu chánh pháp lại càng khó, giống như con rùa mù ở biển trăm năm mới nổi một lần. Gặp bọng cây nổi mà chui vào là chuyện rất hy hữu vậy. Nguyện thứ năm, Bồ Tát nguyện giáo hóa tất cả chúng sinh trong ba cõi.
bốn loại và sáu đường đều đưa vào Phật Pháp để vĩnh viễn đoạn trừ tất cả cõi thú của thế gian, đưa những chúng sanh chưa có tín tâm vào an trụ trong nhất thiết chí đạo, nên nguyện này còn được gọi là thành tựu chúng sinh. Nguyện thứ sáu, biết rõ thế giới. Trước hết Bồ Tát biết rõ thế giới tâm của mình có được thanh tịnh chưa. Khi đã được thanh tịnh thì tâm thông, vạn pháp đều thông, khi ấy hết thảy thế giới, quảng đại, vô lượng, thô hay tế, loạn đảo hay chánh trụ, đến đi sai biệt đều thấy rõ bằng trí hiện tiền. Dụ như biết rõ có bốn cõi đọa xứ kế đến là cõi người, và trên nữa là các cõi trời, vân vân. Nhờ thấu triệt, Bồ Tát không bị chướng ngại trong hành động của mình, nên phụng sự Phật Pháp được trọn vẹn. Thầy giảng rằng, nguyện thứ bảy tịnh Phật quốc độ không phải là nói đến cõi cực lạc tịnh độ, mà là nói đến cảnh giới tâm của mình có được tịnh hay chưa. Nếu cảnh giới tâm của mình được tịnh, có nghĩa là phiền não lậu hoặc không còn thì mình vào được cảnh giới thanh tịnh của chư Phật. Nên nói tâm tịnh thì Phật độ tịnh, mà cũng là tùy theo tâm của chúng sanh khiến cho đều được hoan hỷ. Nguyện thứ tám đồng tâm hành, nguyện cùng Bồ Tát khác có đồng một chí hướng, cùng tâm bình đẳng, không thù oán, không ganh tị, để học hỏi, để giáo hóa. Đây là ước nguyện luôn luôn gần gũi bậc hiền trí và thiện tri thức. Nguyện thứ chín, ba nghiệp không cùng tận, nguyện cho thân, ngữ, ý luôn thực hành Bồ Tát hạnh không thối lui, chúng sanh nào thấy được tôi, nghe tiếng tôi đều vĩnh viễn đoạn trừ phiền não, được trí tuệ như thật. Nguyện thứ 10 thành Bồ Đề, nguyện ở trong tất cả thế gian mà thành tựu giác ngộ tối thượng, ấu niên xuất gia, bước đến đạo tràng thành chánh giác, chuyển pháp luân, nhập niết bàn, chứng đắc cảnh giới Phật, năng lực đại trí tuệ. Ở trong mỗi một niệm, tùy tâm của tất cả chúng sinh mà thị hiện thành Phật, khiến cho được tịch diệt, bằng một niệm chánh giác mà biết tất cả pháp giới, tức niết bàn, tướng bằng một âm thanh, mà thuyết pháp khiến hết thảy chúng sanh đều sanh tâm hoan hỷ, thị hiện nhập đại niết bàn mà không đoạn tuyệt Bồ Tát hạnh, chỉ bày mặt đất đại trí tuệ, đặt vững tất cả pháp bằng pháp trí thông, thần túc thông, huyễn thông, tự tại biến hóa sung mãn tất cả pháp giới. Đây là những ước nguyện tối thượng và cùng đích của Bồ Tát. Trân trọng kính mời quý vị hãy đến tham dự chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay, thứ Tư ngày 29 tháng 12 năm 2021, từ lúc 7 giờ đến 9 giờ tối. Thầy Đồng Viên sẽ giảng nhị khóa hiệp giải và thầy Minh Hạnh giảng kinh Thắng Man. Kính mong quý học viên hãy đến lớp thật đông đủ để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà các giáo thọ đã dành cho học viên chúng ta. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng, cũng như các chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị theo dõi tại trang nhà bodephatquoc.org. Quý học viên hãy nhớ kiểm tra email thường xuyên để biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết khác. Mọi đóng góp hoặc thắc mắc, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm luôn được an lạc.